âm thầm cha con nói, khẽ ôm chầm khi con đang ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn cha nào để con hay. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. Nhưng vất vả không làm cha gục ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng cha vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút cha lâm bệnh, cha đã mau chân hiến cuộc đời. Con tưởng cha chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa rất chiêm bao. Cha ơi, cha đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ cha nhớ lại những năm xưa, nhớ tuổi thanh xuân mới độ nào. Cha dạy chúng con cùng con cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong cha bao kỷ niệm, lúc ngồi đọc sách giọng êm êm, lúc dương tờ báo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa cha ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót trăm năm tình thiết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao muôn. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay nến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Tờ khâm niệm nhập quan, với phong tục người Việt Nam ta, đây là giờ phút có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Bởi đây là khoảnh khắc người thân bước sang một thế giới mới, xa khác hoàn toàn của vũ trụ thần linh. Để rồi một mai, khi cốt người thân sẽ hóa về nơi cát bụi hoang sơ. Chính vì vậy mà lúc này ai cũng muốn có mặt để được nhìn dung mạo thân thương của người cha, người anh em, chú bác của mình lần cuối. Để rồi ngày mai, ngày kia mãi mãi chia xa. Vậy còn đâu gặp lại dáng người ngày xưa, quặn đau lòng những tái tê. Cảnh sao hoang vắng đường xưa u sầu. Cha ơi, cha vội đi đâu, để con chưa nói hết câu dã từ. Cha đã mất thật rồi ư, bàng hoàng đau buốt như từ chiêm bao. Sông sâu vực thẳm trời cao, hồn cha đang ở nơi nào cha ơi? Khóc than dẫu động đất trời, cũng không thấu đạt lòng người biệt ly. Từ đây cha mãi ra đi, cháu con còn biết lấy gì đền ơn. Đớn đau chìm giữa khói hương, tái tê nức nở, sầu thương khóc người. Thank you.
hồn. À di kim cứ bìa Việt Nam quốc Thái Bình tỉnh Thái Bình Thái thành phố Bồ Xuyên phường Tô Một. Nữ tử Nguyên Thị Thắng Nguyên Thị Thắm Nguyên Thị Thu Nguyên Thị Hằng Nguyên Thị Bích Hành. Tế tử Hoàng Văn Tám Võ Vinh Đức Nguyễn Văn Trường. Thị Thu Thủy Hoàng Thị Phương Thảo Bùi Anh Sơn Bùi Thanh Hà Võ Hồng Phúc Võ Đức An Võ Thu An Mai Anh Tú Đậu Tầm Tôn Hoàng Khôi Hoàng Vinh Châu Mai Như Ngọc Mai Trí Dung Lê Lê Phương Châu Hồng Đồng Sư Môn Quyền Đi Hà Đảng Chi Tâm Viên Thiết Triệu Hồn Chỉ Lê Hoặc Hồn Du Quảng Trà Sơn Lâm Hoặc Phách Tan Phu Kiều Lương Rao Lộ Chuyên Gió Nhà Hà 17 Sở Kim Kỳ Hiếu Chủ Cố Ai Tử Nguyễn Xuân Hiếu Tử Nguyễn Như Quỳnh Nữ Tử Đa Tạo Nguyên Mạnh Sinh Ngư Canh Thìn Tiên Bồi Nhật Quẹt Tài Tù Sinh Hưởng Hà Thường Thường Có 84 Tuổi Đại Hạn Quý Mão Liên Thu Điện Thất Nguyễn Nhị Tập Thất Nhật Nguyễn Lý Công Tử Huy Tạo Tám Phó Hoa Phan Phân Minh Hiền Hà Thì Bích Gia Hải Nhà Tư Tử Hoàng Văn Tam Phó Minh Đức Nguyễn Đi Văn Đi Trường Lê Viên Hết Trung Nghi Hợp Đồng Nội Ngoại Nam Nữ Tử Tôn Hôn Tê Đồng Gần từ sân phổ hòa bì hà chất là đình nguyễn công tử huy sân là tạo nguyên bành sinh ngư canh thìn niên bồi nhật về tề tù sinh hưởng thường đồng thường tò 84 tuổi lại tuy báo liên tù điện thất nguyệt nhị thập thất nhật mùi thời và anh trung đức tục nhĩ tàng xương biến cải xa hồ phong mộc thảm bi điệp mộng hồn bi tuyển đài vai tán đô thị chân là đình nguyễn công tử hà huy Kính chào phong hoa đi ngồi chân bên nhà phố phủ Nguyễn Công Tử Huy Tân Tào Nguyên Bạch Sinh Ngư Canh Thìn Liên Bồi Nhật Quẹt Điện Duyên Ngọc Thượng Thượng 84 tuổi Tài Hạng Quý Báo Điện Thu Điện Cấp Quyệt Kỳ Thập Thất Nhật Mùi Thời Thầy Thứ Bát Nhà Mạng tai bần thân hương chí tâm mai thành đại hùng đắc phổ nam mô việt ban bao thần lưu xa đà phật thiền ba như hoa thần bản sư thích ca mâu ni phật tương lai hà đông a vương được lưu đi quang vương phật ngũ vương ngũ phật tạo phương thập phật tam thập ngũ phật ngũ thập tam phật trang nghiêm thiên thiên phật đắc lô phụ thượng đế nhưng thời nghe phép phần thầy dân chữ được cào hóa chưa thông thủa vị chưa mình phong mở trong ông mẹ a sinh ra có Phật xá thì nữ mơ cửa người đồng Phật mà tinh đồng thành môn chi cả hay còn trong lòng thầm ma la kẻ việt thả khôi điện may khai môn lắm nha có ngày đủ tháng mong mới ra ngoài mới đường làm người nhớ ơn cha mẹ thành môn được kế được vô an Phật cho phép Phật phá tan mới được bắt được từ điều không nhận ra đi cho trong phục lý định phổ hiếu sắc đẹp quỷ từ tà từ lý tu an kim vô văn tập quỷ thần linh đáng bảo an ninh chư tai tiêu diệt tà ma càng na ta ta hùng thần vân thế cảm đa vọng nhất là vũ bài đồ từ tôn thọ
Con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột và máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ bên linh cữu, đó là khăn tang của những người con người cháu ở xa chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Các cháu con cổ kim mái đầu để rồi khóc thương thảm thiết nỗi sầu tóc tan. Trời, thế là từ hôm nay đây cha đi vào cõi vô hình. Trăm năm ngàn kiếp chúng con tìm nơi đâu. Trời, thời vĩnh biệt từ đây chăng hỡi, khiến các con các cháu ở lại bao nỗi nhớ niềm thương. Trời, giờ đây trước tinh sản các con dâng lên cha tuần hương, để rồi chắp tay cúi lạy bắt đường cha đi. Xin mời lần lượt toàn thể các con các cháu dâng thắp gần nhạc thơm vĩnh biệt thầy cha người ông người cụ vô vàn kính yêu. Thank you.
tổ chức xin trân trọng giới thiệu lễ viếng của trưởng tộc họ Nguyễn Sơn tại quê hương Tây Nham, Tiến Đức, Hưng Hà. Đoàn do ông Nguyễn Xuân Giao làm trưởng đoàn, cùng đoàn trở về đặt lễ dâng hương, đặt vòng hoa, cử hành lễ viếng. Nguyên mang là tổ chức xin chân thành cảm ơn. Trở lại đoàn đại gia đình Đăng Nguyên mang là tổ chức xin được nhận lễ và trân trọng cảm ơn. Trân trọng và kính mời quý vị trong đoàn trở lại bàn đón tiếp uống nước. Cũng đã trôi qua. Của gia đình Đăng Nguyên, bạn là tổ chức xin được nhận lễ và trân trọng cảm ơn. Bạn đã tổ chức xin chân thành cảm ơn. Vì trong đoàn dành phút mặc niệm vĩnh biệt. Phút mặc niệm bắt đầu. Chỉ đồng gia đình xin cảm chuyện này còn gia đình Đăng Nguyên bác con dẫu có đi xa ngày đêm con vẫn nhớ năm tháng con chờ ngày được gặp lại cha chờ đợi bôn ba nhiều lúc con nhớ nhà nhớ lắm cha già tảo tần một nắng hai xưa cha nuôi dạy con từ lúc con ra đời bưng bát cơm đầy con lại nhớ công cha sớm chiều đông xa tay cuốc tay cày mồ hôi ướt đẫm áo còn sờ dài cha ơi giờ đây con lớn khôn rồi con luôn nhớ những lời cha dạy năm xưa con luôn nhớ những ngày dài nắng dầm mưa cha ơi dù năm tháng có đi qua tình cha luôn ở lại làm hành trang con mãi mang trong đời nay con đã nên người cha có mừng vui không
dẫu có thương con cha nào đâu chịu nói, dẫu trong lòng cha luôn dõi theo con, tình cha bằng non bằng núi cao vời, nguyện suốt một đời con không phụ công cha. Đây con lớn khôn rồi, còn luôn nhớ những lời cha dạy năm xưa, còn luôn nhớ những ngày dài nắng dầm mưa. Cha ơi, dù năm tháng có đi qua, tình cha luôn ở lại làm hành trang, con mãi mang trong đời nay con đã nên người, cha có mừng vui không? Dẫu có thương con cha nào đâu chịu nói, dẫu trong lòng cha luôn dõi theo con, tình cha bằng non bằng núi cao vời, nguyện suốt một đời con không phụ công cha. Tình cha bằng non bằng núi cao vời, nguyện suốt một đời con không phụ công cha. Cha ơi, chúng con đâu còn được gặp dáng cha như xưa, đâu sẽ lòng con từ nay cội Nam cảnh Bắc, ngày chảy sáu khắc đêm vắng năm canh, tưởng bóng cha kính yêu thoáng hiện ngoài mảnh, tưởng dáng cha hiền đã về qua màn hương khói. Hiền mai nắng rọi vào ngẩn ra ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh, bùi ngùi ngắm cảnh tuôn rơi nước mắt đôi hàng. Ôi thương ôi, trách cao xanh sao khéo hẹp hòi, cơ một chút đời sao mau mắn nhé. Các con những mong ngày thêm rộng tháng thêm dài, để phụng dưỡng cha bỏ công ơn áo nặng cơm dày, đồ thôi y đâu đã lạ lùng thay, càng cám cảnh khi đầu tang tóc chế. Ai xui nên nỗi này, nỡ để con dày nhớ mãi mong. Cháu chẳng để về phúc đức
đời. Và tôi cũng nghĩ như trong kiếp có con người già trẻ nào thời tranh sống, cũng có ngày mà thịnh vong hồn. Cha ơi thức dậy mà sưng cưng. Chiều mai về quy phật quy phúc cổ xuyên phương tổ một đường ngã vô xuyên số trà người sống đi vùng ra xứ cung phổ tuệ thiên quy mong điện thủ thiên thất đăng quẹt nhị thập bát nhật gia tăng ấn hạnh kim mã kim vì hiếu chủ nam tử từ đầu các con nguyện xuân đa yêu. Hơn một tử con nguyễn như quỳnh mình đức tử con nguyễn thì thắp nguyễn thì thắp nguyễn thì thu nguyễn thì hạng nguyễn thì hạnh tế tử con hoàng văn tám võ minh đức nguyễn văn trường lê viết trung đại diện cho các cháu nội ngoại trong đêm tôi nguyễn xuân huy cùng hợp đồng tộc gia nam nữ tử tử tôn vô tế đặt đồng gia hương mong chư quyến đặt thân là biết là soạn xuống đầy đủ để sáng chiều mãi cha về quê nhà có tiền đi đường á qua sông. Xin em kính mời con gái thắm con gái thắm đại diện đồng gia dâng lên cho cụ của vật vật nước tuần đặt kim ngân chỉ tiền. Có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Câu ca dao ấy tuy rất mộc mạc, dễ hiểu, dễ thuộc, không biết có từ bao giờ, từ đời nọ sang đời kia, nhằm nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn đến công lao to lớn của ông bà, cha mẹ, người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chào đời chập chững biết đi, cho đến hết cuộc đời. Công lao to lớn ấy không có gì có thể sánh được, do đó nó được ví như biển rộng trời cao, như nước trên nguồn chảy mãi không cạn. Đã là người, ai cũng có ông bà, cha mẹ. Đó là những người đã sinh thành, dưỡng dục chúng ta khôn lớn. Cây có cội,
người có tông, ai ai cũng có cha mẹ, quê hương, anh em, bạn bè để nhớ nhung. Dù phải hy sinh cả tính mạng, dù phải đêm hôm làm lụng vất vả, vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, ăn đói mặc rét, cũng luôn cố gắng để dành những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con. Không bao giờ cha mẹ toan tính hơn thiệt với những đứa con thân yêu do chính mình đẻ ra. Do đó chúng ta, những người làm con, làm cháu, phải luôn biết ơn, kính trọng, để không được làm điều xấu, để trở thành người tốt. Đó là sự đền đáp với cha mẹ. Chúng ta được hưởng hơi ấm của cha, sữa nóng của mẹ, được nuôi sống từ dòng sữa của mẹ, được cha truyền cho ý chí và nghị lực để đi vào cuộc đời, được mẹ dạy cho lòng yêu thương và cần mẫn với cuộc đời. Cha đã bao dung và che chở cho các con trưởng thành. Mẹ tuy sức yếu tay mềm, nhưng luôn yêu thương chiều chuộng, ân cần, lo lắng suốt đời vì các con. Mẹ suốt đời sẵn sàng chịu đựng và hy sinh mọi thứ để cho các con được an vui. Vì các con mà mẹ phải gian nan vất vả cả cuộc đời. Cha luôn vất vả sớm tối, chỉ mong mang về manh áo bát cơm cho các con. Cha có thể phải vượt qua bao suối, lội qua bao nhiêu đèo, dù khó khăn vất vả, nhưng nếu các con được học hành, cho con có niềm vui, nụ cười, thì cha vẫn vượt qua. Mẹ chúng tôi đã phải 9 tháng 10 ngày cưu mang, 3 năm bồng ẵm, chăm sóc lo lắng cho anh chị em chúng tôi mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ mừng vui khi các con bình an vô sự, thấp thỏm lo âu khi các con có đứa ốm đau. Vì ngày mai tươi sáng của các con, mẹ đã phải vượt qua bao gian nan, buôn bán tảo tần, đi ngược về xuôi, đi sớm về tối, dãi dầm mưa nắng, bôn ba khắp nẻo đường đời. Công ơn cha mẹ chúng tôi ví như biển rộng trời cao, dù có nói gì cũng không thể nào nói hết được. Cha đã tiếp cho chúng tôi sức sống và niềm tin và hy vọng. Mẹ đã cho chúng tôi những lời ru ngọt ngào và trìu mến, dìu dắt chúng tôi từ khi chập chững biết đi đến lúc trưởng thành. Bao vất vả khó khăn đã hằn những vết nhăn trên trán mẹ, mưa nắng cuộc đời đã làm tóc mẹ, tóc cha pha xương. Chúng con dù đứa sống xa quê, cũng như có đứa còn ngược xuôi về đâu, thì mái nhà thân quen, nơi có cha có mẹ, vẫn đứng mong đợi những đứa con trở về. Dù chúng tôi có cuộc sống ấm no, thành đạt, thì đêm đêm cha mẹ vẫn bồn chồn, lo lắng. Cha mẹ đã cho chúng tôi tình yêu thương vô bờ bến. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi, chúng con không bao giờ trả hết. Dù chúng con có dốc sức phụng dưỡng cha mẹ, thì công ơn cha mẹ chất cao như núi, không bao giờ trả xong. Vậy mà có lúc chúng con lại vô tâm, mãi đi tìm niềm vui, bôn ba theo tiếng gọi của lợi danh, bỏ quên hai đấng sinh thành. Thật là đáng tội. Đâu có biết nơi quê nhà, cha vẫn trông, mẹ vẫn đợi, chị vẫn mong, các con, các cháu về sum họp đông đủ. Thank you.
Mỗi lần về thăm quê, nhìn mẹ cha tóc thêm sợi bạc, tuổi hạc sẽ chiều còn hôm sớm với ruộng trên nương. Lòng con xót thương, thương biết nói sao cho vừa, thương những tháng năm xa nhà để mẹ cha già bao nỗi gian lao. Rồi chân bước đi, con trở lên trên Sài Gòn, lòng con vẫn còn hoài dương vẫn góc trời quê hương, mà thương bóng cao nghiêng ngả qua mái nhà trong nắng dần tàn cuối trời. Chiều xa xa khói tỏa bao la, mẹ cha già như chiếc lá, lá khô trên cành biết ngày nào cơn gió lai, để lại cho con một quãng đời trong vắng, một khung trời im lặng tiếng ru. Thank you.
dành phút mặc niệm vĩnh biệt tương hồn cổ. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt tương hồn cổ trước lúc đi xa. Thời giây phút mặc niệm của quý đoàn cũng đã trôi qua. Chất lúc đi xa chuyện này của gia đình đã quyến đầy của gia đình đã quyến ban tổ chức xin chân thành cảm ơn, xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện dân hương ý kiến. Mời quý vị trong đoàn trang nghiêm bước mặt biệt của quý đoàn. Thời giây phút mặt biệt của quý đoàn cũng đã trôi qua. Trên đây có gia đình đang viên xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính mời quý vị trở lại bàn đọc tiếp một nước. Gia đình đang quyền được đón tiếp, xin cảm ơn. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt tương hồn cổ. Thôi, giây phút mặc niệm đã trôi qua. Trên đời gia đình đang quyền xin được nhận lễ chân. Mời quý vị trở lại bàn đón tiếp. Trở lại. Con ta phải để nắm lòng công cha nghĩa mẹ tựa như sông sâu biển rộng bao la tham phú phụ bằng còn đâu đạo nghĩa con cuộc đời mưu sinh mình nên nhớ mãi trong tâm cơm mau lời danh không đánh đổi bằng tình công ơn dưỡng dục mẹ cha xanh như biển rộng non cao tình tâm nghĩa nặng con xin nguyện khắc ghi lòng bạn ơi ở đời đổi trắng thay đen làm sao sống cho nên người thương gắn bỏ sống tâm an lành bạn ơi kiếp người ngăn lắm bạn ơi mình nên có nghi có tình bao năm vất vả ngược xuôi con nguyện ơn trời cầu cho nhân thế sống đời bình an. Cuộc đời mưu sinh mình nên nhớ mãi trong tâm cơm áo lời danh.
không đánh đổi bằng tình. Công ơn dưỡng dục mẹ cha sánh như biển rộng non cao, tình thâm nghĩa nặng con xin nguyện khắc ghi trọn đời. Cuộc đời mưu sinh mình nên nhớ mãi trong tâm, cơm mau lời danh không đánh đổi bằng tình. Công ơn dưỡng dục mẹ cha sánh như biển rộng non cao, tình thâm nghĩa nặng con xin nguyện khắc ghi. Bạn ơi ở đời đổi trắng thay đen, làm sao sống cho nên người, tình thương gắn bó sống tâm an lành. Bạn ơi kiếp người ngắn lắm bạn ơi, mình nên có nghi có tình, bao năm vất vả ngược xuôi con nguyện ơn trời cầu cho nhân thế sống đời bình an. Bao năm vất vả ngược xuôi con nguyện ơn trời cầu cho nhân thế sống đời bình an.
đặc biệt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Trở đầy có đến đặc biệt ban đã tổ chức xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành. Thầy đại gia đình Cam Tuyến xin chân thành cảm ơn quý vị. Chuyện này có gia đình. Mời quý vị trở lại bàn đón tiếp uống nước, gia đình được đón tiếp. Dòng suối dịu hiền, mẹ là ngọn đuốc trong đêm cho con ánh sáng vào đời, mong con khôn lớn nên người, bao nhiêu vất vả cuộc đời mẹ dành riêng mẹ. Ngọn núi Thái Sơn công ơn to lớn sánh ngang biển trời, một đời mưa nắng ngược xuôi công than có nhọc không mạn gian lao, mai sau con lớn khôn rồi con xa cha mẹ gắng thành người nghe con, xin người hãy nhớ ai phận con chưa hiểu làm đâu, một lòng ghi nhớ ơn sâu ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm, nơi khô con sẽ ngủ yên rất lâu. Ai ơi hãy nhớ đừng quên công cha nghi mẹ đáp đền chưa xong, đừng làm cha mẹ đau lòng làm con không hiểu sẽ không thành. To lớn sánh ngang biển trời, một đời mưa nắng ngược xuôi công than có nhọc không mạn gian lao, mai sau con lớn khôn rồi con xa cha mẹ gắng thành người nghe
xin người hãy nhớ ai ơi, phận con chưa hiểu làm đâu, một lòng ghi nhớ ơn sâu. Ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm, nơi khô con sẽ ngủ yên rất lâu. Ai ơi hãy nhớ đừng quên, công cha nghi mẹ đáp đền chưa xong. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiểu sẽ không thành. Xin người hãy nhớ ai ơi, phận con chưa hiểu làm đâu, một lòng ghi nhớ ơn sâu. Ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm, nơi khô con sẽ ngủ yên rất lâu. Ai ơi hãy nhớ đừng quên, công cha nghi mẹ đáp đền chưa xong. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiểu sẽ không thành. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiểu sẽ không thành. Hãy làm cha mẹ vui lòng, mẹ cha là Phật, Phật là trôi qua
Trên đời của gia đình Đăng Quyến xin chân thành cảm ơn. Trong giờ phút sau tiếng đi biệt này của gia đình cùng ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Thế này gia đình. Trước xin chân thành cảm ơn, trân trọng kính mời quý vị trở lại bạn. Trở lại gia đình xin chân thành cảm ơn. Năm rồi từ ngày cha bỏ đi xa, đã bao năm rồi từ ngày con thơ mất cha, con phiêu dạt trời xa bốn ba tháng năm ngày qua, tìm chút tương lai mong ngày mai đường về tươi sáng, giúp mẹ vượt qua đầy bão giông gian khó cuộc đời. Tuổi thơ em đềm bên xóm nghèo nhà lá đơn sơ, tuổi thơ con thèm chiếc bánh bò chiếc bánh quê hương, nhà nghèo không tiền mua cha đêm đổi lúa cho người ta, vì thương con khờ mà cha đâu ngày chia sớm tối, chỉ mong một ngày mai con bước ra xây đời. Chiều nay xa xứ tiếng rau người bán rong, ai mua bánh bò không, ai mua bánh bò không, ký ức hoài về một thời yêu dấu, chiếc bánh bò thân quen có bóng cha bên rào, lệ tuôn thấm ướt áo vai sờn gió sương, cha vẫn ở trong tim như bao thuở bình yên, gió se lạnh thèm nghe hơi ấm, cha ơi người có hay con nhớ thương nơi này. Xin được nhận lễ và trân trọng cảm ơn.
Thay lời gia đình Đăng Quyến xin nhận lấy và trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Rồi, để chúc mọi điểm đã trôi qua. Quyến xin nhận lấy trân trọng cảm ơn. Thân lời gia đình xin được nhận lấy và... Quyến xin chân thành cảm ơn. Từ đời gia đình xin được nhận lấy và trân trọng. Từ đời gia đình xin. Từ đời gia đình Đăng Quyến xin được nhận lấy trân trọng cảm ơn. Tuổi thơ em đêm bên xóm nghèo nhà lá đơn sơ, tuổi thơ con thèm chiếc bánh bò chiếc bánh quê hương, nhà nghèo không tiện mua cha đêm đổi lúa cho người ta, vì thương con khờ mà cha đâu ngày chi sớm tối, chỉ mong một ngày mai con bước ra xây đời. Chiều nay xa xứ tiếng rao người bán rong, ai mua bánh bò không, ai mua bánh bò không, ký ức hoài về một thời yêu dấu, chiếc bánh bò thân quen có bóng cha bên rào, lề tuôn thấm ướt áo vai sờn gió sương, cha vẫn ở trong tim như bao thuở bình, gió se lạnh thèm nghe hơi ấm, cha ơi người có hay con nhớ thương nơi này. Chiếc bánh bò cho con từng tuổi thơ sai, chiếc bánh bò cho con từng tuổi thơ ba. Trên thế gian của cõi đời này, không ai thương mến con cái bằng cha mẹ. Dù có đi tìm tận cùng trời cuối biển, thì hạnh phúc mênh mông của cha mẹ vẫn luôn sưởi ấm lòng ta. Công lao ấy rộng như trời, dài như biển, không sao đếm xuể.
công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vận đổi thay của thiên nhiên tạo hóa cứ theo ngày tháng, dòng nghiệt ngã trôi đi không bao giờ ngừng lại. Xuân đến rồi xuân đi, bốn mùa qua đi vùn vụt, cứ thế vật đổi sao rời, và chúng ta cũng lớn lên theo ngày tháng trôi qua mau. Cha mẹ sinh ta ra, nâng niu bú mớm, bên ướt mẹ nằm, bên giáo con lăn. Công lao cha mẹ cao như núi Thái Sơn, rộng như biển Hồ lai láng. Cha mẹ là lá chắn chở che ôm ấp, bằng tình thương tràn trề đầy nhựa sống, để chắp cánh nâng đỡ cho chúng ta vào đời. Tài sản quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cháu còn lưu giữ mãi, mang theo nâng niu trân trọng, để nhớ ơn một thời mà cha mẹ đã đi qua, đó là cái đức ở đời. Tưởng dáng cha hiện về qua màn hương khói, hiện mai nắng rọi ra ngẩn vào ngơ, hết đợi thôi chờ nắng hồng giá lạnh. Ai hay số mệnh bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi nước mắt đầm đầm. Nhớ nơi ăn chốn nghỉ buồn nằm, như cắt ruột sát lòng con nơi trần thế. Than như không, khóc kể như không, trông chẳng tỏ, đoái nhìn chẳng tỏ. Ôi thương ôi, hồn phách cha đi đâu? Hình hài cha còn đó, mộc Nam Kha chưa tỉnh lúc tàn canh. Miền Tử Lý cha đã tìm nơi tĩnh thổ, ngậm ngùi chưa nói hết đôi đường. Bỗng chốc cha đã về thiên cổ, thảm thiết nhé trăm năm là mấy, cuộc đời người nào khác đám phù vân. Trách cao xanh sao làm chi cơ cực thế, sắp đến giờ chia ly, con càng nhớ tới cha ngày xưa. Ai xu lên nỗi này để phụ tử chia phôi. Mm-hmm.
nhớ thuở nào khi con còn thơ, năm tháng ấy bao nhiêu nhọc nhằn, tràn nắng bước con qua từng ngày, cha muộn phiền con đâu nào hay. Đến một ngày khi không gần cha, con mới thấy tranh vênh giữa đời, con mới biết thương cha thật nhiều. Xin một lần được viết về cha, viết về cha một bài ca, viết bằng nỗi nhớ, viết về cha vạn lời ca, viết từ lòng mình. Bởi cha là hài đăng, trong đêm đen con lênh đênh giữa biển trời. Bởi cha, cha là vầng hồng, là mặt trời, là ánh sáng xua tan đêm đen. Bởi cha, cha là vầng hồng, là mặt trời, là nắng sớm sưởi ấm tim. Chào
cho chồng bằng bà gia quyến, chúc con dân dân em chúc đến tận xuân đánh ánh lùa, để chiều hôm nay cha về âm phủ, cha có tiền đi đò qua sông. Xin nhất tâm nhất cú nhất cả tục cho cụ Tuần Khinh Thi Đà. Che chở của cha mẹ, nâng niu các con trong giấc ngủ trưa, trong câu ca dao ngọt ngào của mẹ. Công đức cha mẹ như núi cao biển rộng, ơn cha mẹ nghĩa sinh thành, chúng con khó đáp đền. Chúng con dù làm gì ở đâu, dù ở cương vị nào, nhưng mỗi khi gặp khó khăn hoạn nạn thì chỉ biết tìm về với mẹ với cha, vì chỉ có mẹ cha mới là nơi yên bình, chỉ có mẹ cha mới sẵn sàng dang rộng tấm lòng tình thương để cứu giúp cho các con. Cha mẹ luôn sống bên nhau trọn đời vì các con. Cha mẹ là người tạo niềm tin, nền móng vững chắc để cho mỗi đứa vững bước vào đời. Chúng ta dù ở bất cứ cương vị nào nhưng đều nhỏ bé với cha mẹ. Ôi tình mẫu tử, phụ tử mới bao la thiết tha làm sao để thấu hiểu được công lao to lớn đó. Mỗi chúng ta cần làm việc công tác tốt, không làm điều gì xấu, sống nhân từ với mọi người để sưởi ấm tấm lòng của cha mẹ. Đó là đạo lý nét đẹp của mỗi con người Việt Nam ta. Chúng ta không những phải quan tâm chăm sóc cha mẹ mà phải sống có đạo lý, làm điều hay lẽ phải, nuôi dạy con cháu thành đạt là người công dân tốt. Đó là phần thưởng làm cho cha mẹ ông bà ấm lòng. Biển sự với biển chúng xuất sắc, trộm hòa phúc tìm về biển cực lạc. Trọng kính chân linh cơ hội của cụ ông Nguyễn Xuân Bảo Kinh Quỳnh. Kính thưa các cấp chính quyền đảng đại diện cho tổ dân phố số 1 phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Thưa gia đình Tam Quyền, thưa toàn thể quý vị đã hiện diện trong vòng tang hôm nay. Hôm nay cụ ông Nguyễn Xuân Bảo từ giã trần sang về quê tiên nơi cửa Phật. Thật là một nỗi buồn vô hạn, một tổn thất đau thương mất mát cùng với thân nhân trong đại gia đình Tam Quyền. Nhận lời mời của gia đình, đoàn kinh đạo sao sáng chúng con trực thuộc trung tâm tổ chức sự kiện tang lễ Vĩnh Hằng là đơn vị phụng sự chương trình tang lễ của cụ ông trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay. Lời đầu tiên con xin được đại diện cho tất cả nhạc công trong đoàn kinh đạo xin gửi tới thân nhân gia đình Tam Quyền lời chia buồn chân thành sâu sắc nhất, nhất tâm cầu nguyện cho chân linh cơ hội của cụ ông được thanh thản an nghỉ giấc ngủ ngàn thu nơi cõi Vĩnh Hằng. Xin cho phép chúng con dâng tín cụ Tuần nhang thơm, nguyện chúc cụ xuôi đò về quê tổ
cõi niết bàn hồn ngộ gặp xa tiên. Kính mời một chị đại diện trong đoàn lên thực hiện nghi lễ dâng hương. Lễ dâng hương của đoàn kim nhạc trực thuộc trung tâm tổ chức sự kiện tang lễ Vĩnh Hằng xin phép được bắt đầu. Đợi lời cho các con cổ cụ xin được vĩnh biệt cha hiền trong lòng tâm tư. Cha hiền ơi, cha ơi, cha đã đi tận rồi sao? Kể từ ngày hôm nay trở đi, chúng con không còn thấy cha nữa rồi. Chúng con không còn nghe thấy tiếng cha gọi cha ơi. Mà hành trang của cha ra đi bây giờ chỉ là những bức chướng và những vòng qua ta, cùng với sự gặp người thương tiếc của bà con xóm làng. Cha ơi, chúng con xin cha mẹ thương trả nước mắt, tỏ tâm tình chúng con nhớ mãi về cha. Không có bất tình báo hiếu tri ân, xin cho phép chúng con xin được nhạc sầu tình cha của cố nhạc sĩ Ngọc Sơn để được lời cho các con của cha hiền. Chúng con xin vĩnh biệt cha, cảm ơn cha một tình yêu bát ngát, sự trịnh trọng từ hành. Chẳng hiểu tôi không còn nỗi đau nào bằng nỗi đau bất đắc, và để rồi cho đời con cháu nằm dưới chiếu vàng. Cha đi đâu gặp người gặp nhà, kể từ ngày hôm nay đều thay lẽ thường, ai người bảo ta. Nhưng cha nằm đó trong quan người có thù, để nhờ đời cháu con gục đầu phát thù. Lối ngày này chẳng ở cầu quên giờ, giờ chẳng tan. Đây lại tâm nhang cho các cuộc trước linh sàng, để tiến về cha về sẽ ăn rời. Cha ơi, có rất lỡ còn và điều chưa nói, linh hồn cha đã vượt vào sớm khỏi. Cha còn đâu hồi sợ tối con về. Ai đất chân cho con sắp mồ con. Ai ôm ấp cố về khi con đau ổn. Đời vất vả và khó nhọc, mong có yêu gặp học để thành nhất. Lớn bên con cha chăm sóc ân cần, sao nỡ đành hồi thân tê hồi lành. Cha hiền ơi, kể từ giờ phút này trở đi, chúng con đã mất cha vĩnh biệt thật rồi. Đời cũng là quá bất tử tài, cha đoàn kết nhạc chúng con xin vĩnh biệt cha hiền. Nguyện tự hiểu hương vân biên bản thập phương giới vô biên Phật độ chung, vô lượng hương trang nghiêm cổ túc Bồ Tát đạo thành tựu Như Lai hương viên nữ Việt Nam quốc thái bình tỉnh số nhà 10 sáu tổ 01 phường Bồ Xuyên thành phố Thái Bình ghi vô gia đình tỉnh xứ Như lễ chủ trưởng Đăng Nguyễn Xuân Nguyễn Như Quỳnh Lữ Tử Nguyễn Thủy Thán Nguyễn Thị Thán Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Đặng Nguyễn Thị Hành Tế Tử Hoàng Văn Đàm Võ Minh Đương Võ Văn Trường Đê Viết Trung Đội Tôn Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Quỳnh Nhi Nguyễn Xuân Quỳnh Anh Ngoại Tôn Nguyễn Hoàng Thế Trung Hoàng Thị Thu Thủy Hoàng Thị Phương Thảo Bùi Anh Sơn Bùi Anh Hà Võ Hồng Cung Võ Đức An Võ Thu An Mai Anh Thu Nguyễn Trường An Lê Anh Kiên Lê Ngọc Anh
biểu tôn nguyên thì gan anh vô thị thảo đằng tuyết nhung chân tôn hoàng khôi như mai như ngọc mai chí dung đê phương châu hoàng minh châu cùng toàn thể anh chị em con cháu chân đổi ngoài thành tâm thiết lễ hương hoa của phẩm thư lệ chi nghi thỉnh phật phụng cùng đại thừa kinh chú chương tam hồng danh huyền dĩ tử công đức hồi hương tạo chi tâm kinh lễ sinh sống và công tác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em, họ hàng nội ngoại tộc, các gia đình, thân gia, niên gia, bạn bè, thân hữu gần xa của gia đình. Kính thưa các quý vị có mặt trong buổi lễ tri điệu cụ Nguyễn Xuân Tạo hôm nay. Cụ Nguyễn Xuân Tạo sinh năm 1936 tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Cụ trú quán tại số nhà 16, phường Bùa Xuyên, tổ 1, phố Bùa Xuyên, phường Bùa Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Sau một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, các con hết lòng chăm sóc. Sự thăm hỏi động viên của anh chị em họ hàng nội ngoại, bà con khối phố mong cụ qua khỏi. Song vì tuổi cao, bệnh trọng, sức yếu, cụ không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 11 tháng 9 năm 2023, tức ngày 27 tháng 7 năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 88 tuổi. Vẫn biết rằng sinh tử là quy luật của tạo hóa, song cụ ra đi để lại sự đớn đau, đau thương cho các con, các cháu, anh chị em, họ hàng nội ngoại mà không gì bù đắp được. Các đoàn thể và nhân dân tổ dân phố số 1
và tất cả mọi người chúng ta đã mất đi một người công dân cao tuổi, mẫu mực, đức độ, thủy chung. Hôm nay, gia đình cùng nhân dân trong tổ, anh em họ hàng nội ngoại, bạn bè, thân hữu gần xa tập trung tại đây để làm lễ tri điệu và tiễn đưa cụ Nguyễn Xuân Đào về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa các quý vị, kể từ khi không điệu, cụ cho đến giờ phút này, ban tang lễ và gia đình đã được đón nhận trên 350 lượt đoàn đến phúng viếng và chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với gia quyến của cụ. Những vòng hoa, những lễ viếng của các con cháu, anh chị em, họ hàng nội ngoại, nhân dân trong ngoài tổ, các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, bạn bè thân hữu gần xa đã dành cho cụ một tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Xuân Thảo, thắp nén hương thơm lòng tưởng niệm, bùi mùi xúc động lúc tiễn đưa. Trước giờ phút chia ly âm dương cách biệt, với những nén hương trầm thơm ngát để tiễn biệt cụ về nơi bồng lai tiên cảnh. Ban tang lễ xin kính mời bà Nguyễn Thị Thúy Minh, trưởng ban công tác mặt trận, nên thắp hương kính viếng. Ban tang lễ xin kính mời ông Nguyễn Bá Trầm, bí thư chi bộ, nên thắp hương kính viếng. Ban tang lễ xin kính mời ông Nguyễn Thành Nam, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, nên thắp hương kính viếng. Kính mời bạn Đặng Thị Ánh Tuyết, đại diện cho hội phụ nữ, nên thắp hương kính viếng. Xin kính mời ông Lê Văn Dĩnh, Đỗ Văn Dĩnh, chi hội người cao tuổi, nên thắp hương kính viếng. Hà Thị Lợi, chủ tịch hội chữ thập đỏ, nên thắp hương kính viếng. Ban tang lễ xin kính mời một vị đại diện cho hội tăng ni Phật tử chùa Vạn Xuân, nên thắp hương kính viếng. Theo chương trình lễ tri điệu, ban tang lễ xin kính mời bà Nguyễn Thị Thúy Minh, trưởng ban tang lễ, nên đọc lời điếu. Lời điếu cụ Nguyễn Xuân Đào. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Xuân Đào, kính thưa ban tang lễ và gia đình tang chủ, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, hôm nay trong giờ phút buồn đau tiếc thương vô hạn, ban công tác mặt trận và chính quyền tổ dân phố số 1, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, các gia đình, thông gia, liên gia, bạn bè, thân hữu gần xa, gia tộc, đôi bên, nội ngoại, cùng tập trung tại đây, long trọng tổ chức lễ truy điệu tiễn biệt cụ Nguyễn Xuân Đào, hội viên chi hội người cao tuổi, người công dân của tổ dân phố số 1, về nơi yên nghỉ cuối cùng. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, cụ Nguyễn Xuân Đào sinh năm 1936, nguyên quán xã Kiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trú quán số nhà 16, đường Bồ Xuyên, tổ 1, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động thuần túy trên mảnh đất quê hương giàu truyền thống cách mạng. Còn nhỏ, cụ được bố mẹ nuôi ăn học hết bậc phổ thông cấp 2 tại quê nhà. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cụ ở nhà lao động sản xuất cùng gia đình. Tuổi trưởng thành, cụ rời quê đi làm công nhân. Từ năm 1962 đến năm 1968, cụ làm công nhân ở công ty than Quảng Ninh. Từ năm 1969 đến năm 1979, cụ làm công nhân ở xí nghiệp vận tải Sở Giao thông Thái Bình. Từ năm 1979 đến năm 1995, cụ làm công nhân nhà máy nước thuộc Sở Xây dựng Thái Bình. Từ năm 1996 đến nay, cụ nghỉ hưu tại tổ dân phố số 1, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Trong suốt quá trình công tác 33 năm, cụ luôn tận tâm, tận lực với công việc được giao. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh, vị trí nào, cụ cũng đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Hàng năm, cụ đều được tặng giấy khen. Bên cạnh trọng trách với công việc, với gia đình, cụ luôn dành tình cảm, sự quan tâm, chăm lo cho người thân, vợ con. Cụ xây dựng gia đình với cụ bà Phạm Thị Giới, một người vợ thủy chung, đảm đang, tháo vát, người bạn đời đã cùng cụ chưng lưng đấu cật để nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Vợ chồng cụ sinh hạ được 6 người con, 5 gái, 1 trai. Các con cụ đều đã yên bề gia thất, công ăn việc làm ổn định ở các lĩnh vực khác nhau. Người là cán bộ công nhân viên chức nhà nước, người làm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đều là những công dân tốt, noi gương người cha thân yêu, tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Hiện tại, cụ có một đại gia đình hạnh phúc với 12 người con, 15 người cháu và 2 cháu ngoại yêu thương. Với bản chất cao quý của người công nhân viên chức nghỉ hưu tại nơi cư trú, cụ Nguyễn Xuân Tạo luôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, chăm lo cuộc sống gia đình, xây dựng khu phố văn minh. Trong gia đình, cụ là một người chồng, người cha, luôn hết lòng thương yêu vợ con, chăm lo làm tốt phận sự đối với người thân trong họ hàng gia tộc, sống chan hòa với mọi người. Thang lôi quy luật của con người, sinh, lão, bệnh, tử, không ai có thể tránh khỏi. Những năm gần đây, cụ mắc bệnh phải điều trị, chăm sóc tại nhà. Trong thời gian cụ lâm bệnh đã được con, cháu, người thân tận tình chăm sóc. Các y, bác sĩ thăm khám thuốc thang, bà con xóm phố, đoàn thể, dòng họ quan tâm, thăm hỏi, động viên, mong cụ mau khỏi bệnh. Song vì tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã chốt hơi thở cuối cùng vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 11 tháng 9 năm 2023, tức ngày 27 tháng 7 năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 88 tuổi. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Xuân Tạo, dẫu biết rằng nước chảy mãi đá cũng phải mòn, lá xanh trên cây kia cũng có ngày lá vàng về cội, song sự ra đi của cụ đã để lại nỗi xót thương vô hạn, một tổn thất lớn lao. Cụ đã vĩnh biệt chúng ta, ra đi mãi mãi về với tổ tiên, vui với nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh, để lại tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng. Cụ mất đi các con, cháu, chắt của cụ, mãi mãi mất đi người cha, người ông, người cụ yêu thương tôn kính. Anh em, dòng họ mất đi một thành viên tích cực, hội người cao tuổi mất đi một hội viên mẫn cán, bà con xóm phố mất đi một người công dân đức độ yêu thương. Đau thương này thật là lớn lao, mất mát này không gì bù đắp nổi. Kính thưa gia đình đang quyến, trong giờ phút tiếc thương vô hạn, tiễn biệt cụ Nguyễn Xuân Tạo về cõi vĩnh hằng, thay mặt ban công tác mặt trận, chính quyền cùng toàn thể cán bộ, nhân dân trong tổ,
Chúng tôi thấu hiểu, chia sẻ cùng gia đình nỗi đau thương mất mặt này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đang chủ. Mong gia đình hãy nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống, động viên con cháu yên tâm công tác và học tập. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, chỉ còn ít phút nữa thôi, thi hài của cụ Nguyễn Xuân Tạo được gia đình, họ hàng, gia tộc, bà con xóm phố đưa về quê nhà an táng tại nghĩa trang thôn Tây Nha, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Lệ rơi hương trầm tỏa khói, giờ tiễn biệt đã đến. Trong giờ phút chia ly âm dương cách trở này, trước linh sàng cụ Nguyễn Xuân Tạo, chúng ta hãy kính cẩn nghiêng mình cầu chúc cho cụ thanh thản an giấc ngàn thu nơi vĩnh hằng bất tận. Vĩnh biệt cụ Nguyễn Xuân Tạo kính mến, để bày tỏ lòng thành kính tiếc thương tiễn biệt cụ Nguyễn Xuân Tạo về nơi yên nghỉ cuối cùng, cõi vĩnh hằng xa thẳm, mãi mãi không còn ngày gặp lại, tôi đề nghị tất cả mọi người có mặt trong đăng trường hãy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Theo chương trình tang lễ, ban tang lễ xin kính mời một vị đại diện cho gia đình lên thắp hương, kính viếng và có lời cảm tạ. Thưa các vị đại diện cho các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp trong cả nước, kính thưa các bạch tăng ni Phật tử, kính thưa ban tổ chức tang lễ cùng toàn thể nhân dân, bà con tổ bộ phường Hồ Xuyên, thành phố Thái Bình, bạn bè thân bằng khối dần xa nội ngoại, các gia đình thông gia nhân gia, cha tôi gần người cha vô cùng quý yêu của các con đã ra đi về cõi dưới đất. Để lại niềm tiếc thương cho chúng con, gia đình, dòng họ, cầu chúc cho cha về nước xuân phải yên giấc gặp một con bé. Thế đưa toàn niềm tin, cha tôi bị lạc đã đỡ, được con cháu trong gia đình hết lòng chăm sóc, được các thầy tốt, các tình cứu chữa, vì tuổi cao sức yếu, cha tôi đã chút vơi dòng cuối cùng là lúc 14:15 ngày 11/9, tức ngày 27/7 năm Quý Mão. Đó là sự mất mát quá lớn, không có gì bù đắp được đối với gia đình chúng tôi. Trong giờ phút đau thương này, các quý vị đã dành thời gian quý báu của mình dâng lên cha của chúng tôi những bó hoa thắp lên nét nhang thơm trước bàn trà khuôn. Thay mặt gia đình chúng tôi vô cùng xúc động, xin gửi tới quý vị những lời cảm ơn sâu sắc nhất. Trong tang lễ không tránh khỏi những điều thiếu sót, mong được các cô, các chú, các bà, anh em, bạn bè đánh xa được tới. Sau khi biết đưa cha tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân thôn Tây Nha, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, Thái Bình, một lần nữa chúng tôi chân thành kính mời quý vị đại diện cho các cơ quan đoàn thể, các cụ ông, cụ bà, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, liên gia, anh chị em cháu chắt, bà con vô phố, bạn bè của gia đình
mất chút thời gian trở lại gia đình để chúng tôi cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình chúng tôi, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Trong tăng gia bối rối không tránh khỏi khiếm khuyết, một lần nữa ban tang lễ và gia đình rất mong các quý vị lượng thứ. Lễ truy điệu cụ Nguyễn Xuân Đào đến đây đã hoàn tất, các bộ phận đã được phân công chuẩn bị và sẵn sàng làm nhiệm vụ. Xin kính mời thầy Đại Đức Thích Đồng Thanh và hai sư cô vào làm thủ tục dưới phòng. Con đường từ đây vắng bóng người, những chiều nhàn tảo bước dạo chơi, ngắm cảnh quê hương đang đổi mới, giờ đã chia xa cảnh với người. Người đi cảnh vật cũng âu sầu, rì rào cây lá rụng buồn đau, quên sao người đã từng gắn bó, chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đang tiễn đưa. Kể từ đây ông đã mãi mãi rời xa ngôi nhà mái ấm, nơi ông đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con, với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa ông tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương, nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Đến với lễ tang ông hôm nay, bằng cả tấm lòng, đội trống, đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống, tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, ông luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi ông đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với tăng quyến như một nhà thủy chung như nhất. Con thơ bé mẹ đã đi xa, mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con. Những đêm mưa gió tơi bời, tiếng con thơ khóc ra rời, đau đớn lòng cha nước mắt. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối chướng đang tung bay dọc cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần ta cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô dòng người. Sống vinh hạnh chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng niu. Đời cha dạy dỗ con nguyện ghi suốt cuộc đời, dẫu qua ngàn năm vẫn không quên.
cha ơi, cha ơi, cha là muôn ánh sao trời soi rọi con suốt cuộc đời. Từng bước chân con rồi con khôn lớn, cha cũng đi. Từng lời cha nói như con đầu đây. Cha ơi, con đã nên người, phương xa cha có mỉm cười, ân tình cha con nhớ muôn. Bước chân con chậm chậm, như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa ông về cõi lạc. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con anh em, cô dì chú bác, dân làng, tình liên ta thông ta, bạn bè bằng hữu gần ta. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đưa linh cữu cha ra nơi tĩnh địa, ni chuồng thật trang trọng, chan chứa tình người. Một rừng khăn trắng đưa ta, người đi con cháu xóm làng tiễn đưa. Dẫn đầu rực rỡ chướng cờ, gió đồng thổi nhẹ trời đưa cha cùng. Tiếp theo là cỗ Phật đình, các già dẫn bước vong linh cha hiền. Thoát cõi trần đến non tiên, thành thơi tọa lạc đài sen nghìn đời. Thời gian năm tháng rồi sẽ qua đi, nhiều sự việc rồi sẽ đưa vào quên lãng. Nhưng chắc rằng con cháu của ông sẽ còn nhớ mãi sự việc diễn ra trong ngày tang lễ. Một ngày tiễn cha đi xa, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cứ như sắp đặt của trời, tang ra bối rối, có người bảo ban lo cho mọi việc chu toàn. Biết bao tình cảm chứa chan tình đời, lễ tang đưa suốt đường dài, họ hàng làng xóm chan hòa thật đông. Chướng cờ bay đón gió đồng, khăn tang trắng xóa nặng lòng người đưa. Đất trời an ủi chúng con, bạn bè thân hữu một lòng tiễn đưa. Cha đau trời đất nổi đông, cha đi trời muốn an lòng người đưa. Đất lành phong cảnh người xưa, sinh thành vạn thế đón đưa ân tình. Con như thấy sự hiển vinh, tổ tiên họ tộc nhà mình danh thơm. Bao đời manh áo bát cơm, cháu con ghi tạc công ơn cha già. Dù ở gần hay ở xa, quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Người là hoa của đất,
đất yêu người từng không phụ đất. Đất quê hương đã ôm trọn người con yêu quý vào lòng, đưa con về với giấc ngủ thiên thu. Ôi đau đớn lòng con, cha đã về thẳm sâu lòng đất. Con ở miền trần chạy lòng thương nhớ, âm dương cách nẻo bỗng chốc nghìn thu trong một phút. Nhìn qua đống đất dạ dầu dầu, trời đất xa vời đã dành ba thước định trăm năm. Cả đến ân tình lòng bỡ ngỡ, vời trong chín tầng mây phủ ba thước đất đè. Cảnh tình lai láng thương nhớ thảm thê, thế là cha đã về nơi tiên thất. Âm dương ly biệt muôn lòng xót xa, vắng cha già cảnh nhà lạnh lẽo, còn thấy đâu trên nẻo đường quen. Sớm hôm tối lửa tắt đèn, còn đâu bóng dáng thân quen đi về. Thế là hết cha đi, đi mãi công đức dày để lại cháu con. Ơn người ví tựa Thái Sơn, cho dù bể cạn con còn ghi sâu. Cha ơi, con tìm cha tìm đâu thấy nữa, cảnh chia ly muôn thuở lòng đau. Xa người con nhớ mãi câu, tình thân nghĩa tử trước sau khôn cùng. Vĩnh biệt người tình chung khôn xẻ, già đi vui con trẻ đau lòng. Tình sâu bể cả khôn đong, thương người con cháu muôn dòng lệ rơi. Đây là nỗi thương nỗi đau không gì bù đắp nổi. Đối với con cháu trong gia đình, đối với bà con trong thân tộc nội ngoại đôi bên. Than ôi gió thổi nhà huyên mây che núi vĩ, dung mạo cha một mai vắng vẻ. Bão xô cây nghĩ lại ngập ngùi thay. Âm dương từ nay đôi ngà xa vời, mây phủ núi trông càng mau mắn nhé. Sương bay chớp lóe bạch vân nghi ngút cõi phù sinh, nến tỏa hương thơm án tỏa hát thiêu đồ sự tử. Cha ơi, lời cha con khắc ghi lòng, công cha nghĩa mẹ sinh thành, cả đời dành điều tốt cho con. Lòng con thương cha nhớ mẹ thật nhiều, bôn ba xứ lạ quê người, mong ngày về bên mẹ bên cha. Cha ơi, lời cha con khắc ghi lòng, công cha nghĩa mẹ sinh thành, cả đời dành điều tốt cho con. Lòng con thương cha nhớ mẹ thật nhiều, bôn ba xứ lạ quê người, mong ngày về bên mẹ bên cha. Để rồi đêm nay con nhớ về những lời cha yêu, dặn dò đôi câu, này con hãy sống nghĩa tình, này con giữ đạo hiếu tròn, cho cuộc đời an lành. Mẹ
đời dành điều tốt cho con. Lòng con thương cha nhớ mẹ thật nhiều, bồn ba xứ lạ quê người, mong ngày về bên mẹ bên cha. Bồn ba xứ lạ quê người, mong ngày về